con vô lại nhà dòng, tô điểm trên xe hoa rừng rờ. Xin con đừng nhớ đến bến đò ngang con sông nhỏ, có hình bóng ai kia đang dò dò mong chờ. Làm tân khấn mệt thiệt các bác ạ. Mà các bác biết đó, công việc của tân khấn mỗi ngày ở lại giật chuông nè, xưng kinh phụng vụ nè, rồi còn phải vâng phục bề trên tuyệt đối nữa. Chà, mệt lắm. Thôi chết, tôi về đọc kinh. Ô hay, xe này chung giờ này, có biết giờ này giờ gì không? Dạ, giờ kinh chứ giờ gì anh. Chứ anh không nhớ slogan của học viện đó là di chuyển cho cầu nguyện và đọc kinh hả? Tiếng Latin là gì ha? Studio S Dei. Đúng là tân khấn. Thiên thần mới gọi chú bằng cụ. Học được mấy chữ mà bập bẹ tập tành. Vâng, thưa cụ. Soli Deo Estudiis. Soli Deo Estudiis. Chỉ một mình Thiên Chúa và việc học. Mà hôm nay là ngày Sa-bát. Hôm nay đó, prepare all day. Dạ dạ dạ, em quên rồi nè. Mà giọng cái tai này mà nghe anh nói này, lời dạy bảo của chính thức của cấp trên này, ở học viện này á, cái gì có giờ có giấc của nó. Ngủ, học, đọc kinh. Ngủ, học, đọc kinh. Mà ở đây á, muốn cái gì á, không phải muốn là làm được đâu em à. Tất cả là phải theo chủ trương của cấp trên hay không? Đấy, môi trường học thuật quốc tế mà này. Dạ 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 dạ, em quên rồi, em hiểu rồi ạ. Dạ em xin lỗi ạ. Thôi thôi được rồi, lần sau là phải coi lịch đấy. Đúng là các đấng thánh thiên thần của Thiên Chúa. Đây các bác ạ, ở đâu mà có nhiều trưởng ban đạo đức ấy, ở đấy ấy, ôi kẻ tử vì đạo, kinh kệ suốt ngày, mệt lắm các bác ạ. Gặp mà đời em đây đạo đức có thừa rồi. Trên cơn mưa cái rén đầu đồng, anh em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rồi, ta bên nhau buồn chiều tan nước nấm 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 nấm. Thôi ông ơi, đúng là người miền Bắc mà làm như người ta không biết mình là người Hà Nội ông bằng ấy, mà rêu rêu quảng cáo. Chú em không biết này á, ở học viện này á phải giữ giờ đại tĩnh, đại tĩnh, đại tĩnh và đại tĩnh. Ô hay này, đại tĩnh thì giờ này, thưa anh, sau giờ kinh tối thôi anh à. Đấy, thảo nào chú em không khá lên được. Ngu bền vững, ngu nhiệt tình, giáo sư dạy mãi mà không khá lên được. Anh nói cho mà biết đấy, ở học viện này á, không chỉ đại tĩnh sau giờ kinh tối, mà đại tĩnh cả ngày để chiêm niệm chân lý thánh. Học viện mình là học viện mang tiếng là thần học thánh mà này. Em biết, nhưng em chẳng quan tâm. Mai không nghe người ta nói à? Tự nhiên như người Hà Nội. Mày nói thật đấy, em đây này, là người Hà Nội chính cống này. Thôi thôi thôi, ông nội ơi, anh nói cho bà biết, ông tướng à, Hà Nội hôm nay á, làm gì còn mưa nữa, toàn là ô nhiễm và khói bụi xe thôi. Đấy, không tin lên báo chí mà đọc, đừng có mà ảo tưởng. Các bác, con chào các bác. Ô cái gì đấy, cái gì đấy? Ô, ngồi ngồi ngồi. Hôm qua em về thăm nhà. Mới có được cần này các bác ạ. Anh em mình thử xíu đi. Đặc sản truyền thống người Mân Âu nhà em luôn đó. Hàng quý đấy. Mới về thăm gia đình à? Thảo nào có hàng mới. Dạ vâng ạ. Em cho có thích cái món này thôi các bác ạ. Cái này á, học viện trường hợp ngày nào quý lắm, đặc biệt lắm mới có đấy. Thôi anh em mình làm tí đi. Mời bác uống. Đúng rồi, làm tí. Học viện mình cả năm không mới uống, có một bữa mà uống đấy. Sau này muốn uống chẳng có đâu các bác ạ. Trở lại Huế thương,
bài thơ khắc trong chiến non. Em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông hương nương chảy thuyền trôi lững lờ. Ôi giời, Huế xưa rồi em ơi, Huế giờ này tay em đã còng và chân run lập cập, còn đâu mà mộng với mơ nữa. Tu đồ hoàng vào có thương nhớ gì nữa, có ghét rồi lớp. Mà chú em không biết cốt lõi đời tu là gì à? Anh nhắc cho mà nhớ này, đời tu của anh em mình á, bước theo Chúa Kitô, Sequela Christi, you got it? Slogan học viện đấy. Anh nói rửa mà nghe được à? Huế của em á, cả trăm năm bề thế lịch sử, bao nhiêu các triều đại phong kiến, rồi có một con sông rồi chảy làm bóng tím rượm máu như bồ. Mà anh biết không, Huế là cái nôi của nhà dòng mình đó. Chú nhắc đến Huế, anh lại nhớ đến các cha Canada. Nhờ các cha Canada mà dòng chú Cứu Thế mới hiện diện ở Việt Nam mình. Đúng là nghĩ lại đời các cụ phi thường thật. Tinh thần truyền giáo của các cụ thật nể phục. Vâng, em nghe nói ngày xưa các cha Tửa Sai lên vùng quê em á, họ sống một cuộc sống rất khốn khổ các bác ạ. Nhưng mà họ rất yêu thương người Mân Âu mình lắm. Em đẹp thế, lấy cu ơi, trái tim tôi đang vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt lấy cu biển hồ đây. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi đang vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Oh! Xin chào các bác. Xin chào, xin chào. Các bác thấy tập giọng của em giống Michael Jackson không nhỉ? Gần giống rồi đây, gần giống rồi. Rất Tây Nguyên nhỉ? Từng ngày tới lớp, bước chân em mệt nhoài. Mùa thi sắp đến, lòng em đầy lắng lo. Ôi trường thần cao vời quá. Ô cái đầu này, hát thế mà nghe được à? Chả dám học mà nghe thấy thì đời cậu to luôn nghe chưa? Đúng là người miền Nam vô từ quá thế chứ. Chú em hát như thế đó, có ngày á, ách chết tại miệng. Ở học viện Thánh Alonso này to như thế này mà chiết thần không cao vời thì cái gì còn cao vời hơn nữa. Hát như thế các đấng nghe được á, chết tôi như em. Em hiểu rồi, mà các bác bàn chuyện gì căng thế? À, đang bàn chuyện quốc sư. Ôi giời, các bác thì ngày nào mà trả quốc sự, mà có đưa ra được cái chủ trương gì đâu. Mà các bác đang bàn chuyện gì thế? Chú tuổi gì mà dám bàn được các anh? Mà anh nói thật, bổn phận của các anh là nhắc nhở cái em của mình. Em nó hư thì phải nhắc nhở nó liền, làm em nó phải ngoan. Anh nói không đúng à? Cả bộ học viện mà này gớm ngoài phòng quá thế chứ. Các bác ngồi chơi nha. Ính là ơi sao nọng ơi, khắp núi rừng Tây bắn sang ngời. Mùa xuân đến ngàn hoa hoe cười. Ính là ơi. Là ơi, là ơi. Mà chú hát cái gì thế? Anh không hiểu cái gì cả. Dạ, em mới ở trên rừng xuống ạ. Trên rừng. Mà em là người Tây, hát tiếng Tây chứ tiếng gì? Chú ở rừng à? Thế có bao nhiêu rừng? Ồ, các anh buồn cười thật. Cao Bằng, Bắc Cạn là núi rừng quê em, nhưng mà cây cối chết hết cả rồi. Mà các anh có biết cách Sài Gòn bao nhiêu không? Hơn 2.000 km đấy. Xa xôi lắm. Xa quá. Mà anh nói thật, Cao Bằng, Bắc Cạn ấy thì chỉ có uống rượu ngô thôi, chứ trên đó có cái gì mà hay ho. Ồ, các bác cứ nói vậy chứ, quê em đang là vùng truyền giáo mới đấy. Ồ,
đang là điểm truyền giáo cho các đấng thừa sai đấy. Mà các anh không biết, một trong những mũi nhọn của nhà dòng là truyền giáo cho những người sắc tộc vùng đấy à. Ồ, thế à? Các bác đợi xíu, gia đình gọi điện. Ồ, ơ, mày. Nar nhom thơ bập bò mời ngồi. Em chào các anh nhá. Chào. Cậu hát như thế, con gái nó nghe thấy thì chết mê chết mệt. Rồi lúc đó lại khổ cái thân thôi. Thời buổi này đẹp trai hát hay là chết 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 em à. Anh nói vậy thôi chứ em đâu dám nghĩ thế. Mà các anh không biết à? Con gái bây giờ họ chỉ biết yêu thôi. Anh em mình đi tu làm gì có tiền mà họ yêu. No money, no money, no money. Hiểu chưa? No money. Mời chú ạ. Đôi khi anh nghĩ đời tu anh em mình đúng là màu nhiệm thật. Màu nhiệm quá. Em cũng thấy kỳ diệu đó các anh ạ. Học viện mình có đủ mọi anh em từ miền đất nước và còn nhiều sắc tộc nữa chứ. Nào là Bắc, Trung, Nam, nào là dân tộc Bana, dân tộc Kinh, dân tộc Drai, dân tộc Mờ Nông, dân tộc Tây, dân tộc Cờ Ho. Mà các cha nhà mình đi đến đâu là gieo trồng ơn gọi ở đó. Hay thật các anh. Đúng đấy anh. Cho nên giờ học viện mình mới phong phú thế này đấy. Mà hôm nay ngày đẹp trời thế này, anh em ta hát một bài cho lên thằng đi. Hát bài gì bây giờ? Hát bài tình yêu cho phấn khởi. Kéo này đi tu hát bài tình yêu. Hát bài Rejoice đi. Chúng ta học viện quốc tế mà. Hát bài Rejoice bằng tiếng Anh cho nó hoành tráng. Hay đó anh. Hay đấy. Hát bài tiếng Anh đấy. Để em hát chính. Ôi, cho em chơi đàn luôn. Em solo cho. Rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Quý cha quý thầy cùng hát chung với chúng con. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Các anh ở đây còn hát với họ, các anh biết giờ này là giờ gì không? Chú con chào cha. Không lo mà học hành đọc sách thiêng liêng đi. Hát với họ. Chúng con chào cha. Dạ, thưa cha giám đốc, chúng con cũng mới ngồi thôi ạ. Vui mà cha. Vui à. Chúng con có xin phép cha. Anh lên gặp tôi ngay. Dạ con ạ. Tôi đợi thằng Lượng rồi. Anh đã bảo rồi, hát mê thôi. Gầm mãi lên, chết tôi cả đám rồi. Anh Tú ngồi đi. Dạ con cảm ơn cha. Dạo này sức khỏe anh thế nào? Dạ cảm ơn cha. Anh ổn chứ? Con ổn ạ. Gia đình anh mọi chuyện tốt đẹp chứ? À mà năm nay anh năm cuối rồi nhỉ? Dạ cảm ơn cha, gia đình con vẫn ổn. Dạ vâng, con đang năm cuối. À, hôm nay tôi muốn nói với anh một chuyện. Gia đình có một suất học bổng và một suất cho đi sứ vụ nước ngoài, nên ban giám đốc chúng tôi muốn gửi anh đi. Dạ thưa cha đi học ạ. Nếu đi học con không đi đâu. Sao lại không? Thế ước mơ của anh là gì? Đấy cha xem. Học viện mình có bao nhiêu là giáo sư rồi. Nào là thần học, kinh thánh, bí tích, sứ vụ,
Ôi thôi là rất nhiều. Với lại con cảm thấy mình không có đủ khả năng. Con muốn đi truyền giáo. Truyền giáo à? Thế thì chúng tôi sẽ gửi anh đi sư phụ Lào, Myanmar, Campuchia, Đài Loan. Anh có sẵn sàng không? Ơi, cái này thưa cha, cha phải cho con suy nghĩ đã. Với lại con đã lớn tuổi và già lắm rồi ạ. Già trẻ gì? Mà già là già thế nào? Anh mới là sinh viên mà một sinh viên chưa ra trường mà anh đã nói già. Anh muốn nghỉ hưu non à? Dạ vâng thưa cha, nhưng con là người sắc tộc Tài, con muốn về quê con để truyền giáo. Như cha đã biết, quê hương con còn rất nhiều người nghèo khổ chưa biết đến tin mừng. Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng đây là nhà dòng, chúng ta là một gia đình, cùng sống một linh đạo, một đặc sủng, nên chúng ta cùng one body, one mission. Mà thế giới này anh biết đấy, là một thế giới mở. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng ta cũng phải mở ra để chia sẻ với các anh em thừa sai tỉnh khác. Anh hiểu ý tôi chứ? Con hiểu. Nhưng thưa cha, nguyện vọng của con là con muốn về Bắc Cạn, nơi quê hương con. Anh xem lại nguyện vọng của mình đây. Chúng tôi sẽ gửi anh đi sứ vụ Đài Loan. Anh cứ về suy nghĩ và cầu nguyện đi. Gì mà căng thẳng thế? Gì căng thế ông? Cụ nói gửi mình đi Đài Loan. Trời ơi, sao mà trái ngang thế không biết. Thế cậu muốn đi đâu? Mình đã nói với cụ là mình muốn đi về quê hương của mình để truyền giáo cho người Hơ Mông, người Tày, người Nùng, bao nhiêu chỗ đang cần, lại bảo mình đi Đài Loan bao giờ không biết. Tức quá đi. Mà các anh biết, ở Trung Quốc thì vô cùng là khó khăn. Ôi thôi, chùa chát lắm. Ôi cái ông này, mình là tu sĩ thời sai, sai đi đâu là đi liền, sợ gì? Tinh thần trong Chúa Cứu Thế mà, không sợ một hoàn cảnh nào hết, không sợ môi trường nào hết. Có hiểu chưa? Mà này dòng mình ấy, cũng đang mở ra cho thế giới. Ai cũng nghĩ cậu thì dòng đi về đâu? Mà Việt Nam mình ấy, có bên tí tẹo, đất đâu nữa mà truyền giáo. Nhưng còn ước mơ của em, cậu no cho gia đình ở quê hương cậu à? Nhà dòng sẽ có người no. Mà lúc cấn hứa cậu nói hoành tráng lắm, giờ sai đi lại lấy do này nọ, dẹp lý do đi, tinh thần giờ sai gì mà mặt căng thẳng này, còn làm được cái trò chống gì, vui lên, can đảm lên xem nào. Mà cậu nên nhớ đấy, mình là thừa sai, mình là tu sĩ, mình phải là niềm vui cho thế giới, niềm vui cho người nghèo. Mà em nghĩ các anh nói cũng phải. Sợ gì, quyết luôn, cứu thế mà, tiến lên. Trong tim tình yêu cứu thế, lòng ngưỡng thấm linh nào an công su. Con nghiêng ngang lên đường truyền giáo, tin mừng loan báo cho người nghèo vui an vui. Tình yêu Chúa thôi cũng tâm can, luôn đang say sứ mạng cứu thế. Tình yêu Chúa thôi cũng tâm can, ơn cứu Chúa chưa chán nơi người. Mang trong tim tình yêu cứu thế, lòng ngờ thấm linh đạo an phong sô. Xin trung kiên can trường vững chí, theo biệt chân lý sâu đời còn bao gian nguy. Tình yêu Chúa thôi cũng